Có nhiều cái mắc cười thú vị lắm, thiệt nhiều cái thú vị lắm. Mà BD mình á, mà bây giờ buôn bán cái này nè, người ta nghĩ mình tệ. Không có, cái đó là nghị lực không, ai cũng cố gắng. Người thường hay lẫn luôn người có giá trị, buôn bán nhiệt tình, cố gắng kiếm tiền chính bằng tay mình, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đồng tiền chân chính là nó sẽ không có giá trị cao. Nó đâu có tiền nhiều đâu mà cao không cao. Mình làm hoài, ví dụ đi mình làm 200-300 thì sao nó nhiều được. Có nhiều tiền. Nhưng mà cái tâm mình thanh thản là được. Nhẹ lắm. Tôi làm xong xuôi nha. Hồi đó tôi đi, hồi đó mình diễn á. Mình ở trong nhà, mình đi diễn á nha. Mình phải lên nha. Mình phải nhiệt huyết trong cái đêm diễn của mình, phải cố gắng hết sức, phải nhiệt tình. Còn mà bữa nào á mà không diễn được cũng khó khăn khó chịu chứ không tội á. Mà bây giờ buôn bán không, tôi ngồi tàn tàn á, giống như mà mấy bà mà về già hết thời á, nhìn gì nè, mà bữa nào mới chống khách tới xoay quay. Trời đúng hôi quá vậy, chạy dược phải không? Mà bị chạy dược phải không? Chị thi cười cái chị thi đẹp gái quá, nay mặc áo hường đẹp quá. Một hai chục không ăn cái gì, không ăn gì cũng được hả? Ngựa đưa 20 ngồi coi. Đưa 20 đi ngồi coi cho coi này vui lắm. Lúc nào phải có mấy con này xanh, chưa có rụng, có ăn chuối không? Ở bánh tráng trộn chuối có không ta? Không biết, không ai chỉa nha, có ra ai chỉa chết à. Chuối gì, chuối khô với chuối sống chưa có. Chuối khô hả? Chuối khô trộn được hả trời? Được, người ta trộn chuối khô rồi. Mà lạ gì? Giòn giòn lắm. Không biết. Không biết, lạ quá ha. Có người trộn da heo giòn đó chị. Không, da heo thì nó sẽ có độ mặn. Tại bánh tráng này vừa ngọt vừa mặn. Nhưng mà cái độ ngọt nhiều quá là nó bị sai của bánh tráng. Chị có tính mua da heo về trộn không? Không, đâu có biết đâu mà trộn. Đâu có biết mấy cái đó ăn sao đâu. Mình phải làm, mình làm gì mình ăn thử. Mà giống như tôi cảm giác tôi ăn không ngon thì tôi không trộn. Giống như đồ đang không ngon thì tôi không mua đâu. Với lại đây là cả mười mấy loại rồi, mình mua cái đó thêm nữa là nhức đầu lắm má, là không kịp đâu, quá nhập ma luôn nha, sừng đầu luôn á, thiệt đúng không? Thấy 2, 4, 6, 8, 10 mười mấy hộp nè, tép mỡ đúng không? Tép mỡ ok đó. Ơi quên đi trộn lấy tiền nè má ơi, ngồi nói chuyện quên trộn luôn, quên mất 20 uổng nha, lá nữa không quay xong đứng về. Tôi gích lời giảm chứ. Ăn đầy đủ đúng không? Trời ơi, nó lấy rồi nó bỏ đâu ta? Đây. Nó phiền tao mày. Nó phiền em tao đi. Má ơi. Ăn mặn không vậy? Hát có hai chữ trời. Rồi tôi hát dính bông quyền mà bà la làng đó nha. Nha. Thấy chưa? Tao khổ nghiệp. Tao điều khó không à. Thiệt á. Khiến chị cách thi khổ nghiệp con. Con tu không yên với con này nữa mà. Bởi vậy tức thích bánh bèo là không ưa đúng không? Chị thi. Bởi vậy thấy bánh bèo. Mấy đời bánh đúc có xương mấy đời. Mà BD nó ưa bánh bèo. Đúng không? Thiệt. Khi thương trái vú cũng mềm, khi ghét trái bụng cũng cứng. Nó khùng, nó điên, chẳng biết nói cái gì hết má. Đúng không? Hồi bữa tôi ngồi tôi nói quá trời nói, tôi đang nói gì vậy? Tôi quên mẹ rồi. Hay quên á. Mà vui. Nhiều khi mới vào, tôi không. Nhiều khi tôi ngồi xung quanh á, thấy YouTube không à, muốn thấy khác tao. Mà tôi nói bữa nào mà không có ông nào YouTube thì tôi trông chờ tôi coi có ông nào YouTube qua không. Thiệt á, cái đó điều đó có thiệt nha. Tôi trông chờ có YouTube có ngồi nói chuyện á, vui. Dạ. Hai bịch YouTube. Dạ luôn. Hai bịch luôn hả? Ai kêu? Bà đây. Bà đây. Là hai họ là hai bịch, là
mấy bạn làm cho hai ông này tính tiền chị. À bà này bà đãi á, bà đãi mỗi người hai bịch. Bà đãi. Thôi là bây làm YouTube nè, bà kiếm chưa kiếm được 100.000 nữa. Đi đãi mình 30 rồi phải 40 qua đổ xăng nữa. Rồi về nhiều khi còn mua cái này cái kia nữa. Nhiều khi tới tháng đó đúng không chị? Ờ tới tháng rồi tới tiền điện tiền nước cái nọ đúng không chị? Nói đúng không? Bì đề nó giống như bánh tráng trộn, như bánh tráng lật, nó lật mẹ quá. Nhìn về chia tay đi. Nhét quá à. Con cờ hó đi ghét ha. Nhà tôi nuôi hai ba con á. Tôi mấy bữa nay tôi lo làm, tôi không có tắm rửa cho nó, tôi chỉ cho nó ăn thôi. Buổi tối vô mới cho nó ăn được. Nhìn cái gì hả? Dịp gái quá trời nên nhìn. Cái gì? Hỏi bánh bèo kia nhìn cái gì kìa. Nè, tưởng bơm hàng tôi la làng nghe. Trời ơi là trời, tôi tưởng nó chơi trò chơi đặt mìn với tôi không hà. Nè, đưa giùm coi 10.000 hả? Nhiêu? 15.000. Hỏi nữa là 20 đó. Hỏi nữa là 20 quá. Là 15.000 bán 10.000 được. Thôi đưa chân khúc nè 15 nè. Rồi em biết chân khúc tính 15. Hả không ra. Không, đưa bánh tráng ra là cái tay dư. Tay virus cù khố ngà nạ khác mà. Tưởng hả không ra chứ. Thường hả? Tính là đưa 20 cho chị đi. Tính dữ 20. Coi được những người đang tới rồi. Sao vậy? 72.000 người rồi. Su-ca-na. Coi lúc em mới 100 mấy. Ủa em cũng làm nữa hả? Ủa kênh em làm gì vậy? Em quay gì? Mà em quay gì vậy? Sao không lại quay chị Thi? Vậy đóng cửa tự quay mình nữa. Vậy đóng cửa quay mình đi cha. Mai quay cho chị Thi nè. Mai qua đây quay chị nè. Ok, mai em quay. Ờ qua đây chị, vô toilet đi cho con này vui lắm. Đúng rồi. Quay cái này cho chị nghe không? Vậy đăng ký kênh cho. Quay con bìm bìm của chị nè. Em biết con chim đa đa không? Cười hay khóc vậy? Biết chim bò quà. Cười hay khóc vậy? Trời chứ sốc gì. Không có khóc nghe, đang vui nghe. Mời qua sớm quay không? Bây giờ làm gì? Chạy vô nhà lấy ra quay. Trời ơi. Vậy giờ làm việc nữa. Thôi vậy rồi, vậy làm việc đi. Ôi. Tôi tướng như chú ôm. Trời chán đâu. Hả? Đứa đó. Tớ. Trời ơi, bà bỏ vô tủ vô đưa. Cậu lái. Cậu lái hả? À, cái đó chị đem về mà. Có, vô đây chị cuốn với em nè. Rồi. Chú 15.000. Được rồi. Rồi lấy quà nó gùa nghe. Vậy? Rồi về đi em. Ơi em BD số phận thật là buồn. Tôi ca bài đó mà không bị dính ra bản quyền. Rồi hát tiếp đi. Tôi cũng ca nè. Sao vậy? Không cỡ hả? Không, mày nó buồn. Ông hơi dính có ổng. Quay về có chắc. Em dính tới. Thấy sợ nè. Hả? Ồ, găng xứ á cha. Găng mình nhỏ, găng mình bự nha. Mình găng gà mài lại cho nó nhỏ lại. Hôm bữa em nghe nói là... Hôm bữa em nghe nói là làm ở chợ Bà Chiểu đúng không chị? Bà Chiểu 35.000 găng. Ai điện vậy ta? Rồi, tôi gọi nha. Ai điện vậy ta? Quay luôn hả? Không biết bây giờ sao? Miệng vậy? Alo, chị nghe nè, thấy quan. Alo. Con mới vừa lấy hàng về nè. Rồi. Kiếm camera con. Ủa, ghét quá. Fan á. Fan đó, bà chữ Điện Quang, bánh tráng. Tạm dừng đi ăn đi. Đó, chứ có ai có quay giùm không? Ai biết. Có gì vậy? Trực tiếp lên cho nó lấy về. Đi quay mà có người gửi gây quay giùm. Quay giùm hả? Biết ai không? Chị gặp rồi đó. Gặp rồi đó. Anh nấu đỏ đó. Nấu đỏ mà là 8 giờ tối đó. Nhân nhon đó. Ai? À, ông thông thủ đức á hả? Đúng rồi, chỗ với dai nha. Ngon á. Với
rồi. Nặng quá. Nó được rồi, là con chó gì? Chó nướng. Mua đồ hả? Mua đồ. Mua đồ hả? Chó tên là gì? Mua đồ sự nghiệp hả? Mua đồ hả? Đu đồ. Toàn quay. Ủa nó còn vừng vừng nữa không vậy? Lên ghê. Nổi tiếng lắm trên TikTok nè. Ủa chó đã vậy? Lên TikTok à? Nó không có lòng. Toàn lên TikTok á, nó quay dẫn được 1k8 sụp rồi. Nó buồn quá vậy, nó mùi buồn quá vậy. Một ngày. Cái kênh nó đủ giờ luôn. Mà TikTok kiếm được. Mua nó nuôi nó lâu lâu chưa? Nhiều kìa mới có. Ừ. Mà không biết chừng nào. Không có bền, không có bền đâu. Cái nào vậy? Vậy cái gì? Có gì? Nó là nổi tiếng trên TikTok rồi đó. Chị Thi nổi tiếng trên TikTok rồi đó. Là sao? TikTok phải không? Rồi xong luôn. Tới gần 500 ngàn người xem có 2 ngày chứ. Vậy là có tiền không? Không, TikTok không có tiền. Không. Giờ cho qua đi. Tua qua. Nhưng mà nổi tiếng thì người biết. Ờ, có mấy đứa nè. Chị em biết chị bên TikTok. Mà tôi có biết chơi TikTok đó, đâu. Đó, TikTok nè kìa. TikTok. Phải không? Nên tiếng Anh chuẩn lắm. Vậy thì chị Thi chỉ chơi Facebook với lại Zalo thôi đúng không chị? Ờ, cũng hai thứ nha. An quà đúng không? Em già hả? Buồn già hả? No lắm. Đúng rồi. Bà ngồi bà ăn, bà ngồi đây rồi uống nước nó nở ra rồi. Bây giờ bà phải chạy đi một vòng, có chút xíu bà vòng rồi bà ăn nữa, nghe không? Hả? Trời ơi là trời, của em là tổng cộng là thấp nhất. Hôm nay không bán cua bò hả? Hả? Hôm nay không bán cua bò hả? Trời ơi, cua bò của mình ơn, chị làm cũng được, cực quá hả? Của mình ơn. Em nói chị mướn em đi, chị không chịu, mai em qua em phụ. Lấy cái gì em nói cho chị nghe nè. Kìa kìa, con gái cua bò, con gái cua bò. Đâu biết đâu. Để nè, con gái cua bò. Rồi chị cảm ơn em nha. Tối bận nhất chơi. Em ăn bịch 20 đúng không? Ngay từ xa là nó biết ngay chỗ điện thoại rồi. Con gái của Thi. Tôi đến thu tiền hội nè. Thu tiền góp. Thu bò dụng. Hồi tháng thu tiền góp nè. Đây thu bò dụng. Dạ bộ không nghe kìa. Em tưởng hôm nay chứ không ra chứ. Okay. Chắc thì nói chế thích thì ra, không thích thì không ra. Thích thì ra, không thích cũng ra. Mẹ à, sáng giờ mình bán được mấy chục triệu rồi mà. Trời ơi là trời, tao chuyển khoản á. Bây giờ đi xin lỗi, bây giờ ok ok, cứ yên tâm. Lo nói chuyện mày nè. Lo nói chuyện mày lấy quốc của ta. Ừ đúng rồi, qua làm quen đi, qua làm quen đi. Thoại lên nè. Thoại ơi, con chạy qua con tiếp khách, khách đang khó chịu với mẹ kìa. Ai? Sao? Con tiêu diệt khách cho mẹ coi. Giờ sao? Ăn được không? Nhắm ăn được chứ. Con mẹ gì đâu nãy giờ. Ủa là nãy giờ chưa ra hả? Nói gì đó, tới giờ đó. Trời. Mày này không ngon. Ủa là sao? Mà tại bà làm chậm quá mà. Hả? Hết rồi mẹ ơi, con kiếm khách lại mà mẹ bán chậm như chết rồi. Bây giờ nhắm được không? Bây giờ mẹ chỉ con lấy răng được nhét vô miệng á. Mà nói chứ à, tại vì á là mấy hai anh trai này không gọi là chị, phải gọi là anh. Hai anh thông cảm nha, tại vì á mẹ em bán đắt quá. Hai anh vui lòng ngồi chờ chút xíu nha. Thì tụi em sẽ có chương trình khuyến mãi hai anh. Hai anh mua bịch ăn bịch 20 ngàn, tụi em chỉ tính tiền có 30 ngàn thôi. Siêu khuyến mãi cho anh luôn. Không, khuyến mãi chọn mặt gửi vàng đó, bán bịch 20 ngàn tính 30 thôi. Chờ chút xíu nha.
thường rồi trừ ra anh muốn trừ sao nè. À mẹ ơi, nói chung cái ca đó là cứ làm bịch 20 tính 30 cho con nha. Nè anh có đi bán đá không anh Thoại? Ui bậy bạ, em làm gì bán ba cái đó đâu, em chơi. Em chơi, hôm qua mới nói em bán. Thì dạo này bán dữ quá rồi, hết. Bán đá nhưng mà thích đá đó. Ừ đúng rồi. Tối nào em với mẹ em cuối ngày cũng tổng kết lại hôm nay bán được nhiêu đây ngồi rồi. Hai mẹ em hơi cũng khối lắm. Hai mẹ con cùng chết. Đó, dạo này quá chờ khách mới. Em gái đó khách mới không ạ? Dạ. Rồi, con đem qua đây cho mẹ, con đem qua đây cho mẹ. Cái thì mới luộc thêm trứng cút nè cả nhà ơi. Rồi nè con dẹp cho mẹ nè. Mình có luộc thêm trứng gà không chị? Rồi rồi, Si ơi. Con đi xong xuôi rồi đó, con kêu cậu Hưng ra đây cho mẹ nghe. Uống đi vô giọng là kêu cậu Hưng ra. Ừ. Trứng cút này là mà mình bán nhiêu luộc nhiêu đó các bạn, chứ không có luộc trước nên đảm bảo lúc nào nó tươi mới và nóng. Ờ. Mà trứng cút này đặc biệt là trứng cút có giới tính đàng hoàng. Chứ không có bị phi giới tính như con kia đâu. Chứ con kia, con kia là ai? Rồi em, ok em. Em vui, mặt này là mặt không vui chút nào á. Mặc dù che bởi một phần khẩu trang mà các bạn có thể nhìn ánh mắt của thập sư Thoại là không vui. Kìa, khách tới kìa. Hả? Nói đâu giờ? À, 7, 7, 14 chứ là 25 là 39. Ok em. Em cảm giác hài lòng khi có giá đó không? Em không cảm giác hài lòng mà em đã không phải đó mà. Em mới bị khách sạn sợ vỗ nít mọi người. Không. Vỗ mày coi mày như con cẩu vậy đó. Thoại ơi. Ok. Ngồi đi con nhà. Ok, có người. Thank you em nha. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Rồi. Ăn bịch nhiêu nè? Bịch 5 chục. Thiệu. Nhớ là cái đoạn nào mà vô duyên quá đó là cắt giùm nha.